em xin chào cô chú anh chị đến với kênh Bonsai Nam Bộ. Hôm nay em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị một lô phôi với Mỹ. Hàng này hàng khủng to nha. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160355, cũng là số Zalo của em luôn. Rồi em xin vô cây đầu tiên, cái mã số là 98. Cây rất là đẹp nha cô chú. Củ này nó quấn à, đặt kẹo luôn nha. Củ to lắm, đế nôm cao luôn. Rồi cái hoành cổ ngay đây là 38 ở đây nha. Còn hoành cũ, hoành cũ em đo gì là 67. Rồi đế nôm cao từ cổ này xuống dưới mặt bàn này là 60, chiều cao là 74. Quay vòng cho cô chú thấy ha. Cây này thì ở trên đây thì em thấy nó cũng có bị chạy nhẹ chỗ này ha cô chú. Tại vì cây nặng á, không thể tránh khỏi những cái vết chạy chỗ này. Rồi trên cũ này cũng có một lỗ chỗ này. Rồi mã số 98. Cây này em xin giao lưu là 2,5 triệu em bao ship. Mấy cây này nặng và giá trị á, thì rất mong cô chú anh chị mình cọc giúp em ha, thì mới giao cây được. Rồi tiếp theo là mã số 99. Cái này đế nôm rất là cao nha cô chú. Lâu lâu em mới về một lô to khủng như thế này luôn. Rồi cây này có hoành cổ ở đây là 35. Hoành cũ em đo ở vị trí mà nó to nhất nha cô chú, ở đây là 64. Rồi đế nôm á, đế nôm là 72. Còn chiều cao tổng từ đây xuống đây là 90. Cái này thì nó cũng bị chạy nhẹ ngoài da một số điểm nè, cô chú thấy nè. Rồi mã số này là 99. Cái này 1,700,000 em bao ship. Tiếp theo là mã số 100. Cây này rất là to nha cô chú. Hoành cổ ngay đây, ngay đây là 40. Còn cái cũ em đo ở chỗ to nhất là 60. Rồi đế nôm là 60, chiều cao nó là 80. Hoành cổ em đo ngay đây là 35. Hoành cũ ở đây là 51. 51 hoành cũ. Rồi đế nôm là 60, chiều cao là 68. Mã số 101. Cây này em xin giao lưu là 1,300,000 em bao ship ạ. Số 102. Rồi hoành cổ ngay đây là 34. Hoành cũ là 50. 50 là em đo ở đây nha. Chiều cao là 67. Đế nôm là 54. Trước khi gỏi em sẽ vô bầu chấu sơ dừa để và tưới nước giữ ẩm cây ha cô chú anh chị yên tâm. Rồi mã số 102. Cây này 1,300,000 em bao ship. Nhớ chốt đúng mã số nha cô chú anh chị mới gửi đúng cây được.
hay là mã số 103, cây một cốt nha cô chú, cây rất là đẹp luôn, hiếm có một cây một cốt giống vậy lắm nha cô chú, cốt cành cũng đẹp luôn. Rồi hoành ngay đây là 31, hoành ngay cái cũ này là 47, đế nơm là 60, chiều cao 77. Ở trên đây bị chạy nhẹ không sao nha cô chú, quan trọng là cái cũ của mình là không bị chạy là không sao. Rồi mã số 103, cây này 1 triệu em bao ship. Rồi tiếp theo là mã số 104, cũng một cây rất là đẹp luôn cô chú ơi. Ha, cái thân nó dặn lắc ha, rất là đẹp luôn. Cây này hoành to nè, hoành cổ của nó em đo ngay đây là 40 nha. Còn cái cũ này á là 39. Ha, cũ nó dặn lắc rất là đẹp luôn. Đế nôm là 60, chiều cao là 77. Chỗ này nó có cục bú nè cô chú. Rồi. Đâu, kêu quá. Đây nè, chỗ này có cục bú nè ha. Rồi mã số 104. Cái này em xin giao lưu là 2 triệu em bao ship ạ. À. Là mã số 105. Rồi, hoành cổ của nó là 29 là ngay đây ha, 29. Hoành cũ là 46 là ở đây. Đế nôm là 60, chiều cao 68. Mã số 105. Cái này 900 ngàn em bao ship. Cái này thì ở trên nhánh này có bị chạy chỗ này nha cô chú. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo là mã số 106. Cây dán bay nha cô chú. Rồi hoành cổ của nó là 33, hoành đế là 58, đế nôm là 50, chiều cao là 70. Cây 106, cây này em xin giao lưu là 1.100.000 em bao ship ạ. À. Rồi tiếp theo là mã số 107, cũng là cây cuối cùng của clip. Cây rất là sáng cây ha cô chú. Quay hoành cổ cây này là 30. Hoành cũ em đo dưới đây là 59. 59 ở đây ha. Chiều cao là 65. Đế nôm là 52. Mã số 107, cây này 1.200.000 em bao ship. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ.